Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong 4 năm qua của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được đánh giá là bảo đảm, nghiêm túc, chặt chẽ. Đáng chú ý, nhiều tỉnh thành hội đã xác định những vấn đề ở địa phương để phối hợp, tham gia giải quyết có hiệu quả. Từ đó đã lan tỏa nhiều phong trào, mô hình, điển hình tốt tại các vùng miền. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua được đánh giá tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 tới đây có sự đóng góp thầm lặng với những phong trào việc làm ý nghĩa gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Nhiều năm nay, bà con xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã quen thuộc với hình ảnh người thương binh Nguyễn Văn Khanh thường xuyên có mặt trên cầu phao dân sinh này. Đây cũng chính là cây cầu do ông Khanh tự bỏ tiền và công sức để xây dựng. Có cây cầu nên mọi hoạt động giao thương của người dân địa phương được thuận lợi hơn. Cũng có nhiều trường hợp là coi như là xảy ra tai nạn đường thủy đáng tiếc. Nhưng từ chỗ đó tôi mới suy nghĩ và muốn làm một cái cầu để phục vụ cho dân về học sinh đi qua lại được dễ dàng. Từ chỗ đó cái này tôi mới xin là cái ý kiến của chính quyền địa phương làm cầu phao nhân sinh. Đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay, các cựu chiến binh trong tổ tự quản phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình không kể nắng mưa, thường xuyên bám trụ ở các khu vực cổng trường học trên địa bàn để hướng dẫn các phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định và phân luồng xe trước cổng trường. Sự xuất hiện của những cựu chiến binh đã góp phần quan trọng giải quyết việc ùn tắc giao thông mỗi giờ tan học. Những giờ tan trường và buổi chiều thì thường trên tuyến đường chúng tôi lại có một cái chợ buổi chiều. Cho nên là anh em chúng tôi ban chấp hành là sẽ đi cùng với lại bảo vệ dân phố là đi tuyên truyền và đặc biệt là đứng dẹp trật tự đô thị để cho và dẹp những cái quán bán hàng rong trên tuyến đường của Nguyễn Lương Bằng mà do hội chúng tôi tự quản. Hơn 4 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cựu chiến binh. Nhiều tỉnh thành đã có những cách làm hay và nhiều mô hình, điển hình tốt như phong trào xây nhà nghĩa tình đồng đội, cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Các phong trào đã có sự lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo Bác. Các đồng chí ở dưới cơ sở xác định là học Bác từ những việc làm nhỏ nhất, từ những việc làm hàng ngày. Chính vì thế như là dọn vệ sinh môi trường, thế rồi là tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc là giúp đỡ nhau trong khu phố, sinh hoạt hàng ngày. Đấy là những cái việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chứ nếu như chúng ta xác định mà phải là những việc to lớn thì nó không phải như thế, mà học Bác là học từ những cái việc làm nhỏ nhất, từ những việc làm hàng ngày. Mỗi phong trào, mỗi việc làm của các cựu chiến binh đã trở thành những hình ảnh đẹp, mẫu mực về tinh thần, trách nhiệm với nhân dân, làm sáng đẹp thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, từ đó góp phần tích cực, hiệu quả vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.